Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch cà chua. Coi cà đậu bắp nó có trái nào không, cái nó thu hái cà chua vô nấu canh chua với cá lóc ha. Bây giờ mình bắt đầu đi coi cá trước nha. Đây, ở đây mình có hai con cá. Hai con cá này cũng nhỏ, hai con cá này chồng mình đi câu về nè. Đó. Nấu canh chua được một buổi chiều, được hai con cá mình rộng ở đây hôm qua giờ này. Mình ở đây ở gần lòng hồ á, cho nên là cá nhiều lắm. Rồi bây giờ mình đi hái cà chua. Trời ơi, cà chua của mình á, cái cây của nó sắp chết hết rồi, nó bệnh nó sắp chết hết rồi, nhưng mà trái nó vẫn chín nha. Đây nè, cái cây này nè, hôm bữa ông xã mình phát cỏ nó ngã, phát trúng nó đứt đó. Đây nè, nó đứt, nó ngã, nó còn dính có một miếng ở đây vậy mà nó vẫn sống nha. Đó, nó vẫn sống, nó vẫn chín bình thường luôn á nè, chín ngon luôn. Mình tưởng là nó chết rồi chứ, mình nói là nó chết rồi đó, nhưng mà nó không chết, nó vẫn chín hết đó. Cây nó vừa bệnh, nó vừa ngã đổ tùm lum hết trơn. Ôi, còn ở bên đây là mấy cây bên đây nó chết hết rồi. Nó đừng bỏ. Thì lựa mấy cái chín thôi. Cái này con gì nó cạp vậy không biết nữa. Con gì nó cạp. Mấy trái xanh này anh hái chi đó anh ơi. Đó, nó chết hết vậy rồi nè. Mà trái nó vẫn chín nha. Hái được một mớ luôn. Từ từ anh em hái mấy trái đậu bắp nữa anh ơi. Giờ này hái xong rồi dọn dẹp luôn. Ô, mấy trái đậu bắp. Hôm trước có người chỉ cho mình kêu là cắt cành, cắt cái đọt nó đi rồi nó sẽ có trái lại. Thì đúng là có trái, nhưng mà trái nó cũng không có đẹp đẽ gì hết. Cho nên là bữa nay thôi nhổ hết luôn. Cắt mấy cái trái này vô nấu canh xong rồi nhổ bỏ hết luôn. Rồi, ông xã mình đi nhổ hết rồi. Đó, anh nhổ cây đó, anh bỏ ra đây luôn cho em. Cho em cắt cái mấy cái trái nó luôn. Đúng là nó có trái, nhưng mà trái nó cũng không có được đẹp, cũng không có ngon. Cho nên là thôi bỏ đi trồng cái khác xuống. Văng đầy mặt em nè anh ơi. Đây, có còn trái nào nữa không? Hết rồi. Đó, giờ nhổ bỏ hết. Ông xã mình nhổ bỏ hết để trồng lại cái mới. Cà chua mình cũng ương lại rồi. Cà chua mình có ương cái cà chua sô-cô-la với cà chua cherry. Nói chung là đợt sau này là mình ương là cà chua đó, chỉ ăn sống ăn được chứ nấu canh thì nó hơi uổng. Đó, rồi dọn dẹp nó xong hết, chiều nay phát cỏ đi qua mình cắt mớ đọt quế nữa. Cắt mớ đọt quế, trời ơi, cái con kia đi liền, nó vô nó nằm ngay cái cây quế của mình. Đi đi đi, cắt mớ đậu quế nó vô nêm canh chua. Đi đuổi hoài nó không đi luôn. Quế của mình nó có bông hết rồi. Để mấy cái bông này cho nó rụng xuống rồi nó lên cây khác. Đó, con chó nó ra đằng sau nó đu lên mình luôn à. Giờ mình cứ cắt hết mấy cái đọt này đi. Để
để cho mấy cái bông này nó già, nó khô rồi cái nó rụng xuống, nó tự nó rụng xuống cho nó ra trái, nó ra cây khác mình. Dạ. Con mình ở trong kia nó lại khóc. Mẹ bỉm nó cũng hơi mệt lắm các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình vô mình bắt mấy con cá nữa, làm cá nữa là có thể là nấu được một nồi canh chua rồi đó. Đây. Đây. Hai con cá đã được đập đầu rồi, bây giờ mình sẽ làm cá nha. Đây vườn của mình đã dọn dẹp hết rồi, bắt đầu là mình rải vôi vô để xử lý đất. Để xử lý đất hết đi cho nó diệt khuẩn á, rồi để mình trồng. Không thôi trồng ba cái dưa lưới xuống, mai mốt mình trồng dưa lưới nữa, mà trồng đất cũ này nè mà không diệt khuẩn nó là dưa lưới bị hư hết. Còn mấy cây xà lách ở đây nè, tiếc tiếc cho nên là cứ để. Không có ấy dạ. Không có dám hái hết, tiếc. Thấy nó đẹp tiếc cho nên là thôi cứ để rồi thôi, để lại nửa luống xà lách. Còn cái này, cải cầu vồng này mình chưa có cuốc nữa nè. Cuốc nó lên luôn, cuốc hết luôn cái hàng cải này luôn, rồi rải phân, rải vôi xuống luôn. Mấy cái chỗ trống này là toàn bộ mình đã rải xong hết rồi nè. Đã rải xong hết rồi. Rồi bây giờ là mình chỉ có phơi đất rồi mình chờ nó cho nó ngấm ba cái dôi xuống dưới á. Rồi là xong. Rồi bắt đầu mình trồng cái mới đang ương quá trời luôn á đằng sau á. Lúc nãy làm cá mà không có quay, tại vì lu bu quá rồi cho nên là cũng không có quay mấy con cá. Làm cá nấu canh ăn thôi cho nên cũng không có quay lên. Đây mấy cây ớt, giờ mình ra đây mình thăm vườn cho nên là quay cho các bạn coi vườn của mình cho nó vui. Ớt này bắt đầu đã chín rồi nè, là mình chuẩn bị mình hái được rồi đó. Vài bữa nữa là mình sẽ hái cái ớt này. Còn cái cây bên đây thì chưa. Cái giống ớt này nó là ớt kiển chứ mà nó vẫn cay nha các bạn, chứ không phải nó không cay đâu. Có mấy cái ớt chuông bên đó, ớt chuông bên đó thì nó không cay, chứ còn cái ớt này nó cay nha. Nó cay nhưng mà nó cũng không cay lắm đâu, nó không có cay như ớt hiểm của mình nhưng mà nó vẫn có độ cay ạ. Chứ tưởng đâu là ớt kiển thì nó không cay chứ không phải đâu, nó vẫn cay á. Trời ơi, mai của mình giờ này còn có bông nữa nè. Đó. Tháng này rồi, tháng này đâu mà còn có bông, còn có ra bông nữa. Hôm qua mình có thấy cái nụ nữa ở đâu rồi, không biết nữa, chắc cắt rồi. Đó. Xà lách bứng vô trong đây hết rồi nè. Xà lách, cải kheo để xử lý lại cái vườn. Rồi vài bữa nữa là mình bữa nay quên xử lý ba cái cà chua, ba cái chỗ đất để trồng cà chua. Cà chua của mình lên lá thật dữ rồi. Đây, khoe với các bạn mình mới mua mấy ngó dâu tây. Dâu tây ở đây không biết là trồng có ra trái ra gì hay không thì không biết luôn, nhưng mà mới mua mấy ngó Sky, Hanna với Pháp, 8 ngó, mỗi một thứ 2 ngó. Đây. Đó. Để bữa nào mình trồng coi nó có trái rồi mình quay lên các bạn coi ha. Còn ở bên đây là mình đang ương hạt giống nè, ương đủ thứ luôn. Xà lách, cải bẹ xanh, rau dền, rau má gì, nói chung là nhiều lắm. Mình ương tổng cộng tới mười mấy loại luôn á.
các bạn xem video thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký ủng hộ kênh mình với nha. Trời, có trái xoài. Bye bye cả nhà.